Hello anh em và chào anh em đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Thánh EZ đây. Thì hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục cái series là Monster Legend. Và nếu anh em nào thích cái series này thì đừng quên bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment những ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúng ta sẽ thu hoạch các thứ đã. Và anh em nào mà muốn kết bạn với mình trong Monster Legend hoặc là Dragon City cũng như là Dragon Mania thì hãy inbox qua Facebook mình nhá. Chúng ta sẽ cùng nhau giúp đỡ nhau ở trong mấy cái market với mấy cái quán rượu này để được những cái con này. Nếu ví dụ anh em nào yêu cầu mình thì mình sẽ giúp đỡ thôi. Đâu nhỉ? Đây. Chúng ta sẽ có yêu cầu từ bạn bè đây. Đây là cái đây, mình sẽ chấp nhận tất cả luôn. Anh em có thể là đăng ký ấy nhá, kết bạn mình nhá. Chúng ta sẽ vào từ cái gì đây? Nó bắt mình gửi cái gì rồi, tắt cái này đi á. Pack, bắt mình mua cái pack này. Và đây thì hai quả trứng của mình thì vẫn chưa nở, hai con này lâu thế nhỉ. Một con là con Musu, nó sẽ mất khoảng 13 tiếng nữa. Wow, 13 tiếng nữa mới nở con Musu này. Và một con là con chó, con Kami. Ở bên này thì có một bọn đang đợi đây, vẫn chưa thể nào lên được. Mình sẽ phải nâng cấp cái này lên thôi. Chúng ta sẽ cần 100 cái kim cương. Hiện tại nó đang có 77 kim cương rồi. Và chúng ta sẽ cố gắng tiết kiệm thôi. Thì như anh em bảo sao mà anh kiếm được kim cương thế. Thì mình thực hiện hết các cái thành tựu này sẽ được ra kim cương này. Lên cấp cũng ra kim cương này. Và chăm chỉ xem cái quảng cáo ở đây thôi. Cũng chẳng nạp nước gì cả. Chúng ta sẽ mua một ít nữa. Đây. Cái này sao chưa có ta? Rồi đấy. Cái gì ta? Continue nào. Đây là cái gì đấy? Royal Team à? Cái này như gọi là tham dự vào cái hội nhóm gì đấy nhỉ? Cái này cái gì? Đây là cái hòn đảo gì đấy? Mới à? Cái này hình như là chúng ta sẽ hoàn thành này. Hoàn thành hết cái goal này. 18/22 này. Cho các con thú ăn 5/12 với sinh sản thì nó sẽ tăng cái điểm này lên này. Và tương ứng với mỗi cái điểm thì chúng ta sẽ nhận được một con gì đấy. Con MC Bot này, con này nhìn khá là hay ta. Con khủng long cầm cái đài đang nghe nhạc. Wow, Legendary này. Wow, Metalisa đẹp thế nhờ. Có đánh nhạc rock à? Pum 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 pum. Nhìn chất vãi. Rồi chúng ta sẽ hôm nay ta sẽ làm gì đây? Có các quest gì đây không? Ở đây thì mình sẽ vào phần chiến đấu thôi. Chúng ta sẽ đi phần adventure map này. Mình không biết xem có cái nhiệm vụ gì nữa không đây. Mình đang dừng ở cửa số 42 và mấy cái con này là con gì? Con R nó sẽ mất 70 kim cương. Mình hoàn toàn có thể mua con này rồi. Nó ở cấp 32 luôn à? Wow. 20.000 cái quả này và một con hai cái mảnh Phoenix. Đẹp ghê ta. Con này nhìn chất này. Nếu mà nó chỉ là R thôi. Nếu mà là Legendary thì mình có khi còn suy nghĩ lại. Ái chà. Chúng ta sẽ tiếp tục thôi. Cửa 42 này. Và ta sẽ đối đầu với mấy con hệ Magic. Đây là đều hệ Magic hết thôi. Chiến đấu nào. Đội hình đâu? Sẵn sàng. Ra chiến đấu. Đẹp rồi, đây này nó có thể đánh được. Thần đèn này, nó có thần đèn này, thần đèn lửa này. 1900 máu à, wow. Nó bằng cái con Karasu của mình kìa. Ok, mình sẽ dùng cái chiêu gì đây? Chiêu này là normal đối với nó rồi. Chiêu này sẽ là được 550 máu cơ. Bọn thần đèn này tấn công cực kỳ nhanh đấy. Bọn này kháng stun không? Nó kháng blind thôi. Hai con sau thì kháng đơ. Con này kháng mù. Mình cho con này miss cái stun rồi. Miss cái stun rồi. Wow, thấm thế. Từ từ anh ơi. Strong attack này. Cái này sẽ được khoảng 643 máu. Giết con này trước. Đánh đi, Fire War. Nó khỏe thế nhỉ. Đùa nhau à? Mày đùa tao à? Hồi máu cái. Và mình sẽ dùng chiêu này, strong attack của nó. Wow, bọn này khỏe kinh hoàng đấy. Ái chà. Magic Punch.
cú đấm ma thuật. Nó khỏe quá nhỉ. Rồi mình sẽ giết chết con này trước này. Và mình sẽ dùng Shuriken Jutsu. Đừng có mít em ơi, hay lắm. Còn hai con thần đèn nữa. Hai con đèn này trâu bò hệ magic. Ok, strong attack này, 643. Nhưng mà chiêu này không có stun, không có cái gì cả stun này. Đây. Chỉ tấn công thường thôi. Sắp chết rồi. Ui chà, chết con Dragonian của mình rồi. Shuriken Jutsu. Đẹp, nó chỗ chơi đẹp. Và mình sẽ dùng chiêu này lên phát cho này chết đã. Bọn này kháng stun, kháng đơ. Ok, Shuriken Jutsu này. Miss rồi, biết ngay mà, mình nhìn cái động tác của nó là miss rồi, biết rồi. Đấy, trừ 25 power và trừ 25% độ chính xác. Wow, miss, hay lắm. Strong attack, có độc nhá. Con này không kháng độc, nhưng mình không hiểu tại sao là nó không chết ta. Ok, mình dùng chiêu này thôi, normal thôi. Nhưng mà dính, chuẩn xác. Chiêu này mình được 1 sao thôi, không được 2 sao rồi. Khá đen đủi, không được quay số rồi anh em. Trận tiếp theo nào, chúng ta sẽ chơi thêm một trận nữa ở đây. Bọn này bắt đầu càng khỏe lên. Bọn này đều cấp 26 hết và nó tất cả là hai quay. Một con người đá, hai con người đá. Hơi khó chịu, thật sự là khó chịu. Với cái đội hình này. Chiến đó. Fighting. Ba con người lửa. Đùa nhau. Mình sẽ dùng Shuriken này 572. Rồi. Cái chiêu này thì có thêm cái kia nữa, nhưng cái này nó sẽ trừ cái phần trăm, trừ power, cũng là trừ cái độ chính xác của nó đi. Và mình sẽ dùng một chiêu có khả năng là gây ra stun. Đơ, hay lắm. Con này đánh yếu rồi. Fire. Strong. Ui chà, con này bị đơ đấy nhá. Không đùa tí nào, các bọn này đấy khỏe lắm ấy. Shuriken Jutsu. Giết chết con này trước này. Phải giết một con. Kiểu gì cũng phải giết một con. Và chúng ta có thể thêm một đòn đánh thường nữa. Chắc chắn là sẽ giết được rồi. Mình sẽ gắng stun một thằng nữa. Hết rồi. Game này 2 lượt nhá. Lượt sau là mệt đấy. Chết con đấy rồi. Khỏe quá, thì nó khỏe quá. Ái chà, hơi khó chịu đây. Mình sẽ có thêm một chiêu nữa và giết con này đã, tính sau. Rồi, hay. Mình sẽ còn ái chà, đấm ghê thế. Mình sẽ dùng chiêu hồi máu, hồi 300 máu gái, tính sau đã. Và chúng ta sẽ dùng chiêu hồi stamina. Đánh đi, tao có chiêu hồi máu cơ. Đánh cả ngày luôn. Đấm đi. Còn đánh mình mất 290 mấy máu, nhưng mình đánh nó lại là mất là khoảng 400. Và mình còn hồi máu nữa chứ. Thế mới gọi là khỏe. Chiêu này là đủ kết thúc rồi. Rồi. Và bây giờ chỉ có một mình Karasu thôi, đối đầu với hai con người đá. Ok, nó mất khoảng 1900 máu. Strong attack, hay lắm. Shuriken Jutsu, một bé. Thấm nhỉ. Stunning, miss. 420 mấy máu cả ghê ta. Shuriken Jutsu phát nữa này. Mình phải giết được con người đá đã, sau tí sau. Sau đó mình sẽ hồi máu. Stunning, thấm nhỉ. Rồi. Ok, mình sẽ dùng chiêu hồi máu gái nhỉ. Này, hồi 396 máu. Ái chà, nó bốc mình lên à. Reset này. Mình còn khoảng 500 máu thôi. Bây giờ nó phải có
Ôi, thời tầm mít rồi, mít vẫn được hồi máu à? Lấy lại máu đã. Ơ à. Mít tới tận 2 phát là sao ta? Đùa tao à? 424 rồi, thấm nhê. May là có cái chiêu hồi máu này mới ăn được ấy. Hồi cái một mình đánh hai hàng khổng lồ nó gọi là kinh rồi. Có 300 máu thôi. Chiêu này mà hồi thêm máu này. Magic Mirror. Nó sẽ có cái giáp của nó. Không sao, mình chỉ cần hồi máu thôi mà. Gần chết rồi. Phát nữa là nó die rồi. Đấm thường à, nó hết mana, hết mana. Khổ vãi. Chết. Rồi, tôi có thể đánh phát nữa. Ok. Mình sẽ dùng Shuriken Jutsu. Xong, chúng ta giết được 2 lần. 2 con người đá. Ôi phản đam. Đùa nhau à? Nó phản đam mình. Rồi không sao, ra đã thành công khi giết được xong bọn kia và mình đã vượt qua cái cửa khó khăn này rồi. Mình chắc cần phải nâng cấp thêm thôi, chứ bây giờ yếu quá, không thể đánh được thêm được. Và sẽ còn 2 trận nữa, nhưng mà mình nghĩ mình thôi thôi. Chúng ta sẽ vào cái phần multiplay này. À không, phần hầm ngục thì cái cửa này sẽ được là 50.000. 50.000 2 ngày này. Cái này nó yêu cầu hệ, mấy hệ này mình không có. Đây là hệ tiên à? Có hệ tiên không ta? Hệ ánh sáng à? Đây hệ kim loại, hệ này hệ gì? Hệ phù thủy à? VIP này, 3 cái VIP cơ. Mới để chơi được cái này. Yêu cầu hệ độc, hệ magic và hệ, cái này là cái hệ lá. Rồi thôi, ok. Chúng ta sẽ chơi cái phần đấy thôi, phần multiplay thôi. 3 trận 16 40 này, mình đánh con này thôi, đánh con này đi. Rồi, chiến. Có một con chó lửa kìa. Wake này. Chiêu độc thì nó sẽ chết luôn. Bất kể là con nào. Con này đánh nhanh nhất à? Cho nó chết trước đi. Mất lượt luôn. Cái này mình thấy nó giống cái hình ảnh, nó khá giống Hero 3. Chúng ta hãy nhằm thêm một con thôi. No mờ tay này, chết. Và con cuối cùng đơn giản thôi, Suike Jutsu và Molem sẽ kết thúc thôi. Con này tốc độ chậm quá, quá chậm để có thể là phản công. Rồi, xong. Victory. Chúng ta đã chiến thắng rồi. Và nó sẽ được quay số, mãi được quay số đây. Wow, một mảnh này, một mảnh của con gì đây? Giống có kiểu con Anubis nhỉ, con Ai Cập. Để xem nào, vận may thế nào đây. Oh, Falcon Cell. Cell là cái pin đúng không? Cục pin đúng không? Mình không hiểu đấy là cái gì cả. Chúng ta sẽ đối đầu thêm nào. 24 này. Mình sẽ thử xem đánh với con trâu bò này xem ăn được không. Đấy, đánh luôn. Ái chà, như Mang Phương à. Wow, đẹp thích nhờ. Thôi là chất chơi đấy. Chúng ta sẽ đi đầu với Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương thì độc có ảnh hưởng không? Wake này. Normal thôi. Rồi, mình sẽ cho nó kháng stun không nhỉ? Stunning. Chúng ta sẽ dùng chiêu stunning vào người nó. Đấy, con bò bị đơ luôn. Mất lượt luôn. Tập trung đánh con bò thôi. Normal này. Và chiêu này strong, có thể giết luôn con này. Chúng ta sẽ giúp con set này trước này. Xong. Và đây sẽ đến lượt của mình. Ai chà, con này sẽ đến sau 2 lượt nữa. Kuzi à, yếu này. Normal. Kuzi Kiri là sao ta? Oh. Mình cũng không hiểu cái tuyệt chiêu con này làm cái gì luôn. Bó tay luôn. Mấy chiêu này yếu quá, không ăn thua rồi. Chúng ta tập trung đánh con này trước này, để nó chết trước á. Rồi,
Đánh đi. Ngưu Ma Vương sẽ về về chầu thôi. Chém nhẹ nhàng. Còn một con nữa này. Đây là Shuriken xịn đây này. Đây là tuyệt chiêu Shuriken. Đẹp. Ai cha, yếu thế nhỉ. Trừ 25 speed nữa. Normal này Shuriken Jutsu. Hai này trường phái giống nhau. Sau victory rồi, chúng ta giành chiến thắng. Rồi và mình sẽ còn một trận nữa. Mình sẽ quay số. Ở đây sẽ có một cái cell của con Anubis và một cái cell của con Falcon. Mình không biết để làm gì. Ui giời ơi, sao được có ít thế. 750 thì đáng bao nhiêu đâu. Win. Chúng ta sẽ có là 35, 30, 30, 10, 10 và 7, 11, 8. Chúng ta sẽ chơi cái phần là sao nào, 30, 30 chắc là không ăn được rồi. Đây, đây có con Anubis này. Và mình sẽ chơi cái cửa này thôi. 10, 10 này. Ôi, có con khá hay nhỉ. Còn là mấy con gấu trúc này, panda này. Xin chào. Ôi, Canola Romoku. Thử sức nào. Chiến thôi. Mình sẽ dùng Igamono. Chiêu này thì mạnh quá. Đầu tiên là mình bọn này sẽ chết trước này. Con này đánh nhanh nhất này, cho chết trước này. Sau đấy con dưới. Rồi. Chiêu này wake với nó. Nó mờ mà không giết được nó. Thì nào nó cũng chết thôi. Tại vì mình con này tốc độ nhanh này. Còn Karasu mình tốc độ cực kỳ nhanh luôn. Shuriken chết luôn. Tuyệt vời. Hay lắm. Chúng ta win cái trận này rồi. Ở phần này ta sẽ quay số thôi. Quay số nào. Và trúng một cái thêm một cái nâng cấp. Nâng cấp máu lên cấp 1. Ở đây thì mình đã hết cái phần để thi đấu rồi. Nhưng mà hết điểm rồi. Chúng ta sẽ vào đây này và vào cái phần hầm ngục này, nhân 3. Mình sẽ chơi cửa đầu thôi. Thử đi từng bước một nào, fighting. Mình có thể thay đổi được team này. Molem. Tất cả những thành viên này đều đi được. Con độc của mình không đi được này. Con cuối cùng là con độc đúng không? Karasu này, con đầu tiên là con... mình cần một thằng thằng đang thủ. Rồi đội hình này đi được. Magic là Magic cấp 7 này. Cho nó ăn cái nhỉ. Con này không cho ăn được nhỉ. Sao ta. Rồi rồi mình cần một con phép thuật nữa. Đi đường này Molem. Cái này như phải nhìn chung là phải ăn máu mấy các kiểu vào cơ. Chúng ta sẽ cho cái con phép thuật của mình đã ăn đã. Cái phép thuật của mình nó đang ở trong cái này, làm sao mà ăn được. Không đánh được rồi, để mai đi. Để nó kết thúc cái này đã. Ấp xong trứng và mình sẽ cho mấy con này vào đã. Rồi ok, thì mình sẽ kết thúc tập này đây nhé. Và nếu anh em thích cái series này thì đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ với giúp mình. Cuối cùng thì xin chào và hẹn gặp lại trong tập kế tiếp của Monster Legend. Bye bye.